Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, thêm một động thái vô cùng bất ngờ mới nhất từ cựu Tổng thống Donald Trump. Bởi cựu Tổng thống Donald Trump, ông trải thảm đỏ để tiếp đón các lãnh đạo nước ngoài ở tại Tư Dinh, ở Florida trong những tuần gần đây. Và hẳn nhiên, bên phía Tổng thống Joe Biden đã để ý và cảm thấy ngứa mắt vì cho rằng cựu Tổng thống đang tỏ ra đóng vai Tổng tư lệnh Chưa đầy hai tháng qua, Cựu Tổng thống Donald Trump đã đón tiếp Tổng thống Ba Lan Duva, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, cựu Thủ tướng Nhật Taro Aso và David Cameron, cựu Thủ tướng Anh hiện đang giữ chức vụ Ngoại trưởng của Anh. Cựu Thủ tướng Donald Trump cũng điện đàm với Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và những người khác nữa. Điều mà nhiều người không liên tục đặt những câu hỏi và cảm thấy kinh ngạc khi một cựu tổng thống mà tại sao nhiều nguyên thủ quốc gia lại đến với ông như vậy. Và đằng sau sự thật mà chúng ta đang thấy chức tổng thống đương nhiệm đó là gì? Và nếu là một cựu tổng thống Donald Trump đầy những tội danh theo những tòa án của New York đang cáo buộc, thì liệu rằng ông có đủ uy tín để ảnh hưởng đến nhiều quốc gia của nhiều lãnh tụ như vậy hay không? Cựu tổng thống Donald Trump đón nhiều lãnh tụ nhiều quốc gia ở tại tư dinh Maralago hay là tại tòa tháp của cựu tổng thống Trump Tower và đã tiếp đãi họ theo một số nghi thức như một chuyến viếng thăm cấp chính phủ và chính thức. Hình ảnh về những vũ điệu quyền lực tinh tế đã xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn với hàng chục người quen thuộc với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, cũng như là các chiến dịch tranh cử của Tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống Donald Trump. Theo lẽ bình thường thì Tổng thống đương nhiệm phải có sức ảnh hưởng lên phần lớn các quốc gia trên toàn thế giới. Bởi đó là một người có quyền lực thực sự nếu là dân bầu và là một người hợp pháp của hợp chủng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên điều mà người ta đang thấy nghịch lý là nhiều nguyên thủ quốc gia đang đến tư dinh của một người đại diện của Đảng Cộng Hòa. Mà những người này là những nguyên thủ của nhiều quốc gia đang đến để gặp trực tiếp một vị cựu tổng thống mà nay là ứng viên của nhiệm kỳ thứ hai trong chức vị tổng thống của hợp chủng của Hoa Kỳ. Về truyền thông của nước Mỹ, thuộc đảng dân chủ vẫn ra rả đưa tin và bôi nhọ danh dự của cựu tổng thống Donald Trump và nói ông là những người xấu, là thuộc phe không tốt làm hưởng ảnh hưởng đến đời sống của người dân Mỹ và hiện tại thực sự là đội ngũ của cựu tổng thống Donald Trump cũng như là chính bản thân ông đang phải mất rất nhiều thời gian, tiền bạc và sức lực để nhằm vào để giải quyết nhiều những vụ kiện liên tục khác nhau mà đảng Dân Chủ và cụ thể là tòa án ở tiểu bang New York đã đưa ra liên tục và khiến cho đội ngũ của ông sao lãng trong quá trình tranh cử chức Tổng thống Tổng tư lệnh vào cuối năm 2024. Nhiều nguyên thủ quốc gia thích quang cảnh của những cuộc gặp gỡ khi gặp trực tiếp cựu Tổng thống Donald Trump và mặc nhiên nhiều người dân Mỹ khi chúng ta nhìn vào sự việc này chúng ta cũng hiểu rằng con người của cựu tổng thống Donald Trump không giống như tất cả những gì mà các thế lực đang muốn chống phá đội ngũ của cựu tổng thống Donald Trump bởi hẳn nhiên ai cũng công nhận thời trai trẻ những vị giàu có vượt bậc hàng triệu phú hàng tỷ phú chắc chắn đã có những vấp ngã sai lầm ở trong quá khứ tuy nhiên trong thời gian hiện tại như chúng ta đã thấy cũng như thời gian ông giữ vai trò là tổng tư lệnh là tổng thống của hợp chủng của Hoa Kỳ ông đã làm được gì và hoa trái nhìn về gia đình của ông con cái của ông thì chúng ta có thể biết cây xấu thì không thể sinh trái tốt được giống như trong kinh thánh lời của thiên chúa đã nói phát ngôn nhân chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump Ryan cho rằng nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã hầm thông xác nhận rằng vượt bậc của cựu tổng thống donald trump so với đối thủ đương nhiệm joe biden đó là một cách biệt vô cùng lớn phải chăng chỉ là vấn đề chiêu trò nếu như là ông thất bại trong cuộc tranh cử tiếp theo mà thôi đó là suy nghĩ của nhiều nguyên thủ quốc gia khi họ đến tư dinh của cựu tổng thống donald trump Họ đã nhìn thấu tỏ giữa nhiệm kỳ trước đây của cựu Tổng thống Roy Trump và nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Joe Biden có một sự cách biệt rất lớn và uy tín của Tổng thống đương nhiệm so với trường quốc tế đã giảm đi vô cùng nặng nề. Chắc chắn càng về đích trong cuộc tổng tuyển cử vào cuối năm 2024, sẽ có nhiều biến động giữa hai đảng chính trị, giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa và sẽ làm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống cả kinh tế, cả an ninh xã hội của từng người dân Hoa Kỳ. Nhiều người nhận định rằng nếu như chúng ta biết một người tốt lành mà đứng lên cầm quyền thì sẽ hoàn toàn khác biệt với những một người háo chiến và muốn tạo chiến tranh hết nơi này đến nơi khác và một người có khả năng vực dậy nền kinh tế của người dân Mỹ và đem đến một đời sống ấm no thịnh vượng cho người dân Mỹ như trước đây hoặc là một người sẽ đổ trên đầu từng người dân Mỹ những khoản đóng thuế và lãi suất tăng liên tục thì chúng ta sẽ chọn ai? Đó là quyền tự do của từng người dân và sự khôn ngoan của người dân chọn cho mình một cuộc sống như thế nào, chọn một người đứng đầu lãnh đạo cho mình ra sao. Đó là quyền tự do của mỗi người. Bởi cuộc sống của mỗi người thì có thể chúng ta có thể định đoạt qua cách chọn lựa của chúng ta bên cạnh đó chúng ta phải biết dựa vào đâu thế lực nào để có thể chống đối lại thế lực sự giữ satan bởi ngay trong quyền kinh thánh thiên chúa đã xác nhận đã có sự tồn tại của satan của ma quỷ của sự giữ thì hẳn nhiên nếu chúng ta không đứng về phía sự thiện đứng về phía thiên chúa thì chắc chắn chúng ta đang thuộc về đội ngũ của hàng ngũ satan mà thôi Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, nghi can Lê Thanh Nam, 38 tuổi, ở huyện Bố Trạch thuộc tỉnh Quảng Bình, vừa đã bị bắt ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với cáo buộc là trộm cắp túi tiền và đồng hồ Rolex của một Việt kiều Mỹ đang tắm biển ở đây. Theo tờ báo Thanh niên trong nước vào ngày 5 tháng 4 năm 2024, nạn nhân trong vụ này, đó là ông Dũng, 74 tuổi, là một Việt kiều Mỹ, lưu trú tại một khách sạn ở Đà Nẵng trong sự việc xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 4. Ông Dũng đến tắm tại bãi biển Mỹ Khê ở quận Sơn Trà và để một túi sách trên bãi cát mà không có người trông coi. Trong cái túi này có hai cái bóp đựng là 25,5 triệu đồng, tức là 1.021 đô la Mỹ và cộng thêm 200 đô. Một đồng hồ Rolex trị giá là 10.000 đô la Mỹ, một cái điện thoại di động cùng với một số giấy tờ tùy thân. Nhân lúc ông Dũng không để ý nghi can nam đã đến gần lấy cái túi và nhanh chóng đi ngược lên bờ hướng về công viên biển đông gần đó. May trong Dũng là thời điểm vụ trộm cắp xảy ra. Bà Lý là nhân viên đội quản lý trật tự du lịch ban quản lý bán đảo Sơn Trà đang giám sát đắt tình hình an ninh tại bãi biển Mỹ Khê ở đó. Bà Linh nhận thấy hành vi dòm ngó trước sau đáng ngờ của nghi can nam và bắt tại trận ông này vừa cầm cái túi còn Dũng rời khỏi hiện trường. Ông Dũng sau đó được công an trả lại tài sản nhưng không thấy các báo đăng hình và đưa tin về sự việc này. Liên quan đến tình trạng mất đồ khi đi tắm biển tại Đà Nẵng, và công an nhân dân trong nước hồi tháng 8 năm 2023 cũng phát đi những khuyến cáo như nhiều kẻ gian thường xuyên di chuyển trên bãi biển ở bán đảo Sơn Trà, lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Việc để tài sản có giá trị trong cốp xe gắn máy khi gửi tại các bãi giữ xe ven biển cũng tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay trộm cắp trước tình trạng trộm cắp xảy ra thường xuyên người dân du khách được khuyên là không nên mang theo tài sản đắt tiền ra bãi biển nếu mang theo thì phải có người trông coi nhiều người cũng cảnh báo những việt kiều mỹ không có thói quen và những nếp sống ở khu vực địa phương ở trong nước thì khi về cũng nên cẩn trọng và nên nhờ những người đang sống ở trong nước để giúp đỡ cũng như là tư vấn về cách di chuyển đi lại và đi du lịch tham quan chỗ này chỗ kia tránh những trường hợp đáng tiếc mất tiền mất của xảy ra qua sự việc này ông Dũng học được bài học rất đắt giá bởi chính bản thân ông cũng không nghĩ sự việc là xảy ra như vậy có chăng là ông chưa có kinh nghiệm nhiều về những chuyến đi từ Việt Nam rất nhiều đồng hương gốc việt chúng ta đã về quê hương để thăm thân nhân nhiều lần và đã có rất nhiều kinh nghiệm và thậm chí nhiều khi phải trả giá để có được những kinh nghiệm đắt giá đó nhiều khi đồng hương chúng ta chia sẻ mất tiền thì không nói mất giấy tờ mất cả passport lại càng gây thêm sự phiền phức cho việc đi lại và nói về giấy tờ thì thực sự cảm thấy ngán ngẩm khi trở lại và phải đương đầu với việc mất giấy tờ và khi về thăm quê hương đó là một điều vô cùng đáng tiếc và chuyến đi hoàn toàn vô nghĩa đó là chỉ nói về vấn đề mất về những tài sản ở bên ngoài chưa nói ảnh hưởng đến vấn đề sức khỏe của chính bản thân chúng ta kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng